Freddy, anh có nghe thấy tiếng gì không? Tiếng gì? Tiếng đấy, nghe thấy chưa? Anh nói gì? Rốt cuộc là tiếng gì? Là tiếng gà quay. Con gà quay đang mời gọi tôi. Đồ khốn. Chết tiệt, tôi phát hiện hai máy bay của quân địch đang bám đuôi. Bắn. Máy bay quốc dân đảng. Tiểu đội 1, đại đội trưởng, ở lại chặn đánh, rõ. Tiểu đội 2 theo tôi, rõ. Kadokawa, tiến về nơi gặp chuyện. Dạ. Mau. Chúng ta đi đâu đây?
có phải mọi người tìm một người tóc vàng không? Cho hỏi các hạ, tên tuổi là chi? Anh là người ở đâu? Tới rồi, là ở đây. Bà con ngồi xuống đi. Cho hỏi, anh là phi công quân liên minh có phải không? Xin lỗi, tôi không biết tiếng Trung. Ăn mì đi. Ăn cho nóng. Ăn đi. Dừng. Mau ăn đi. Đũa Trung Quốc không phải cầm như vậy. Phải xài cả hai chiếc. Anh ta không biết dùng đũa. Sao bây giờ cậu mới tới? Cậu coi có nghe được người tóc vàng này nói gì không? Hello. Tốt quá, anh nói được tiếng Anh. Một chút thôi. Cho tôi biết anh tên gì? Anh thuộc đội quân nào? Tôi là Mike Smith, đội viên phi hổ. Các anh lại, chúng ta đang ở đâu? Chúng tôi là Đảng Cộng sản Trung Quốc. Là bạn của anh? Đảng Cộng sản Trung Quốc à? Phải. Tôi chưa từng nghe bao giờ. Sao? Ngồi xuống đi. Chúng ta nói chuyện một chút. Có biết anh là ai không? Anh là đội viên phi hổ. Anh tới Trung Quốc để chống lại bọn Nhật bằng đường không quân, trinh sát tình báo Nhật. Nhìn cái này. Để đội lên đầu. Nhìn anh đi. Được rồi, em vẫn chưa hiểu. Nào, đi theo anh. Được rồi, chúng ta bắt đầu nghiên cứu. Hình như em chưa thấy ai tóc vàng bao giờ. Cậu coi đi, cũng thú vị đấy. Giống rồi đấy. Em coi, giống y như đội phi hổ bay trên trời. Gì đây? Phải đeo ở đây à? Được rồi, cảm ơn.
Tên tóc vàng này, chắc cậu biết hắn tên là gì chứ? Anh ta tên là Smith. Hai hôm trước, vừa chấp hành xong nhiệm vụ trinh sát tình báo quan trọng của Nhật. Vậy chắc là vẫn còn người khác. Người khác thì anh ta không nhắc tới. Còn có một người tên là Freddy, nhảy dù từ chiếc máy bay khác xuống. Freddy à? Không thấy người đâu. Hy vọng đừng để bọn Nhật bắt được. Tóc vàng, anh chờ đó. Cẩn thận nha, bạn nhỏ. Không, tiểu sinh tử. Tiểu sinh tử. Đại đội trưởng, bọn Nhật tới rồi. Smith, mau đi thôi, đi. Không. Không. Mau đi thôi, đi. Tiểu đội trưởng 2, yểm hộ bà con rút lui mau. Phi công Mỹ. Tên Nhật đáng chết. Điện báo Bộ Quân sự Tân Tứ Quân. Mệnh lệnh Đại đội 7, Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Độc lập, hộ tống phi công Mỹ Smith an toàn tới điểm liên lạc Vịnh Thần Thủy, giao cho quốc quân. Ra đây đi. Là thỏ hay sao? Bọn tôi chẳng phải người Nhật đâu. Ra đây đi. Mấy người bảo ai là thỏ? Mấy người chua rút, sợ sợ thế mới giống là bầy thỏ. Bỏ chuyện thỏ qua một bên. Nếu các người muốn bàn giao thì ở lại, không thì biến lẻ giùm. Nóng tính ghê chứ. Mấy người chậm chạp quá đi. Rốt cuộc mấy người có phải tới bàn giao phi công Mỹ không? Bớt nói thừa, giao người ra đây. Chúng tôi phụng lệnh tới cùng chiến hữu quân 79 chiến khu 5 tiến hành bàn giao. Phải thì báo phiên hiệu, không thì đừng trách ông đây không khách sáo. Người đâu? Thấy chưa? Tóc vàng ở đây. Đem biên nhận qua đây. Đưa người qua đây. Đem biên nhận qua đây. Mấy người qua lấy đi. Đem biên nhận qua đây. Mấy người qua lấy đi. Mấy người xuống đây. Mấy người qua đây. Bớt nói nhảm. Không cần người thì chúng tôi đưa về. Khoan. Như vậy đi. Chúng tôi xuống. Mấy anh cũng lên. Một tay giao giấy, một tay giao người.
Cứ làm như bắt cóc vậy. Đi thôi. Quân số 4, biên chế mới quân cách mạng quốc dân, đại đội trưởng Tiêu Trịnh Phong, đại đội 7. Quân 79, sư đoàn 7, biên chế mới quân cách mạng quốc dân, trung đoàn 3, tiểu đoàn 1, đại đội 1, thượng quý đại đội trưởng Cao Trọng Khang. Biên nhận không sai, cán xử lý, giao người cho họ. Đúng người rồi. Anh Tây, mau theo chúng tôi. Cao đại đội trưởng, chúng tôi đã tìm được đội viên phi hổ cho các anh. Chính phủ quốc dân nói sẽ có tiền thưởng, chúng tôi không cần, nhưng mà cũng phải cảm ơn một tiếng chứ. Không quá, tất nhiên là không quá. Các anh em, còn không cảm ơn các anh em Tân Tứ Quân đi. Cảm ơn anh em Tân Tứ Quân. Quân số 4, biên chế mới quân cách mạng, đại đội trưởng Tiêu Trịnh Phong, đại đội 7, tiểu đoàn 3, lữ đoàn độc lập, nhiệm vụ hộ tống tình nguyện viên, quân đội phòng không Mỹ, Mike Smith đã hoàn thành. Quân 79, sư đoàn 7, biên chế mới quân cách mạng quốc dân, trung đoàn 3, tiểu đoàn 1, đại đội 1, thượng quý đại đội trưởng Cao Trọng Khang, nhận tình nguyện viên phi công quân đội phòng không Mỹ, bắt đầu nhiệm vụ hộ tống. Cảm ơn chiến hữu chuyển giao. Kể từ bây giờ, mọi người không cần lo cho sự an toàn của anh ta. Chúng ta đi. Đi thôi, anh kia. Tiêu, Lý, cảm ơn. Tạm biệt. Đi thôi. Đi thôi, chúng ta cùng rút. Đi thôi các huynh đệ. Đại đội trưởng, xem người ta cũng là một đại đội, cầm hai khẩu của Séc. Nhìn lại mình xem, chỉ có mấy khẩu Siki-38 cũ. Siki-38 thì sao chứ? Ý chí cách mạng kiên quyết không được dao động. Tôi đã dao động đâu? Tiểu Lục, đừng thấy bây giờ chúng ta không có gì, sau này sẽ có cả thôi. Đi theo. Phải rồi đại đội trưởng, anh biết tiếng Anh mà. Anh hỏi tên nhóc này làm sao sống sót với Tân Tứ Quân đi. Có gặp bọn Nhật không? Mấy câu tiếng Anh của tôi không hỏi được mấy chuyện này. Còn phải hỏi sao? Ăn cám nuốt rau chứ gì. Ẩn nấp. Phát tài, đưa Smith đi. Rõ. Mau theo tôi, rút mau.
phát hiện quốc quân không rõ, quân ta tổn thất nặng nề, xin chi viện báo cáo. Phát hiện quốc quân không rõ, quân ta tổn thất nặng nề, xin chi viện. Không cần nói nữa, chúng ta tìm ra tốc vàng trước. Cho dù có hàng ngàn người ngã xuống bên cạnh bạn, hàng chục ngàn người ngã xuống bên cạnh bạn, thì tai họa này cũng không thể đến gần bạn. Thẻ tên của họ đâu? Thẻ tên của mọi người thế nào? Chúng ta không thể để họ như vậy, nên đem gì đó về cho gia đình của họ. Không, ở đây có tên của họ. Tên tóc vàng đó đang nói gì? Hình như anh ta nói những anh em đã chết, sao không có thẻ tên giống như anh ta? Họ nên thành liệt sĩ, được người thân và đời sau ghi nhớ. Nổ súng tiễn đưa người chết là thông lệ của họ. Đại đội trưởng, mình còn các anh em khác nữa mà. Đại đội trưởng Cao, tiếp theo anh định làm sao? Tôi thấy hay là như vậy. Tên tóc vàng chúng tôi đưa đi trước. Chuyện này không cần đại đội trưởng Tiêu bận tâm. Hộ tống Smith là nhiệm vụ của chúng tôi. Nhiệm vụ của chúng tôi không cần đại đội trưởng Tiêu lo. Lô cốt của bọn Nhật. Đại đội trưởng, tôi thấy hay là đổi đường đi. Đại đội trưởng Cao, đi đường vòng được không? Không đi được. Nhiệm vụ của chúng tôi là hộ tống Smith tới quyện thành quyện cổ, mà lô cốt là đường phải đi qua. Mọi người xem, sau núi bên phải lô cốt là vách núi, sau núi bên trái là đại bản doanh của quân Nhật đóng quân ở cổ thành. Đại đội trưởng, hay mình cho nổ banh lô cốt đi. Không được, lô cốt này rất kiên cố, phía trên có rất nhiều điểm quan sát và lỗ súng máy, chưa nói tới dễ thủ khó công. Một khi bị công kích, bọn Nhật nhanh chóng sẽ tức tốc chạy từ cứ điểm ở gần đó tới chi viện. Trong đó có bao nhiêu binh lực? Khoảng một tiểu đội. Bây giờ nhiệm vụ quan trọng nhất không phải là giết địch, mà là bảo vệ Smith tới quyện cổ an toàn. Cho nên tránh được thì tránh. Chờ tới tối xem thử có vượt qua được không. Chúng ta sẽ làm gì? Chờ. Cho tôi mượn coi giới. Coi cái gì mà coi? Cho coi một chút đi, đừng kia bó như vậy. Nhóc con, phá gì đấy? Đó là trang bị của bọn tao, đừng làm hỏng. Mọi người chung một phe cả mà, xài chúng đi. Bớt làm thân, ai chung phe với bọn mày? Đại đội trưởng Cao, chuẩn bị hành động. Tốt nhất là may mắn qua được. Nếu bị chúng phát hiện, bên tôi phụ trách yểm hộ, phía bên anh phụ trách bảo vệ Smith đột phá dòng dây.
Nếu bị chúng phát hiện, tôi ra lệnh đại đội trưởng Tiêu đưa Smith phá dòng dây. Tôi với các huynh đệ phụ trách yểm hộ. Dựa vào đâu mà ra lệnh cho tôi? Dựa vào tôi thay mặt chính phủ chuẩn bị hành động. Khoan, có biến. Bọn chúng làm gì thế? Trời lạnh như vậy mà ở trận. Đừng nói chuyện. Anh nhìn kỹ, có bao nhiêu tên Nhật? 13. Lô cốt có cả thảy 18. Bên trong còn có 5. Trời cũng giúp chúng ta, mình có thể thừa cơ mò vào. Dù bị bọn Nhật phát hiện, mình cũng có thể liều với chúng. Mọi người cố đi khẽ thôi. Theo tôi, đi. Các anh em, mau chuẩn bị. Mau. Mau. Smith. Anh làm gì vậy? Về đi. Anh đang làm gì thế? Theo tôi được chứ? Tôi không thể bỏ mặc họ. Tôi không thể bỏ mặc họ. Làm gì vậy? Không muốn sống nữa à? Được rồi, đi mau. Đại đội trưởng, xem kìa. Đại đội trưởng, làm sao đây? Vào lô cốt, đi. Lục tử, mau lên xem thử, mau, dạ. Đại đội trưởng, bị chặn kín rồi. Tản ra ẩn nấp, mau. Mau lên. Matsuchi điện hạ, cảm ơn ngài đã tới chi viện. Asakura không cần đa lễ. Giờ tình hình sao rồi? Quân địch đã đưa phi công Mỹ trốn trong lô cốt. Gì cơ? Người của chúng ta thì sao?
đã xảy ra chuyện gì? Lô cốt đã bị kẻ địch chiếm mất. Các người làm ăn kiểu gì vậy? Đồ khốn. Dạ. Các người đã làm quan quân Đại Nhật Bản mất sạch thể diện. Dạ. Biến về mặc đồ vào. Dạ. Giờ chúng ta đang làm gì? Tôi không biết. Bên ngoài có bao nhiêu tên? Không rõ. Chí ít cũng mấy chục. Đằng sau vẫn còn quân Nhật. Trong lô cốt có bao nhiêu đạn dược? Kiểm tra rồi, không còn bao nhiêu. Tên binh lực của bọn Nhật là không có cửa phá dòng dây. Anh có cứu binh không? Lâu thế chưa về. Đội quân tôi chắc chắn sẽ cử đội đi tìm kiếm. Nhưng mà vấn đề là chúng ta có trụ nổi tới lúc họ tới không? Giờ không có lương thực, cũng không có cứu binh, không có đạn dược. Đại đội trưởng, chúng ta cùng đường rồi. Xem ra chỉ có hai đường, là quyết tử và đầu hàng thôi. Không, mình chỉ còn con đường quyết tử. Matsuchi điện hạ, tôi nghĩ chúng sẽ đầu hàng sớm thôi. Ngài không thấy như vậy à? Ngoài đầu hàng, chúng không còn lựa chọn nào khác. Asakura, tôi lại nghĩ đây sẽ là một đêm dài với cả hai phe. À phải, một tiểu đội của chúng có 18 người, vừa nãy đã đi 13 tên. Chúng tôi đã xử 4 tên. Còn một tên. Xử hắn, lên. Đúng như tôi đoán, hai bên quốc cộng bất hòa, chung một chỗ chắc chắn sẽ nội chiến. Với chúng ta sẽ cực kỳ có lợi. Matsuchi điện hạ, tôi chuẩn bị đại bác sẵn rồi. Được, mời Asakura. Nằm xuống. Thiếu tá, tôi là binh nhất Kadokawa. Asakura, Matsuchi điện hạ, có tiến triển gì không? Ở lầu ba lô cốt, còn một binh sĩ của chúng ta đang tiếp tục chiến đấu. Kadokawa, tỉnh Chiba, rất tốt. Cậu ta nói quốc cộng đã hết đạn dược và phi công Mỹ đang ở cùng với chúng. Tốt. Asakura, tôi đề nghị tạm thời cho rút binh, đồng thời lệnh cho Kadokawa trong lúc đảm bảo an toàn cho bản thân, cố gắng đánh giết hoặc quấy rối kẻ địch. Nói với cậu ta, mình sẽ cứu cậu ta nhanh thôi. Kadokawa, bọn Nhật ở dưới đang bô lô ba la cái gì? Chắc là đang ra lệnh cho tên lính trên lầu. Khi dễ chúng ta không biết tiếng Nhật. Đại đội trưởng Cao, quỹ viên trưởng tưởng của anh có câu nói rất là hay. Muốn chống giặc ngoại xâm thì phải ổn định nội bộ. Xem ra chúng ta phải nghĩ cách xử tên ở trên trước. Không được sỉ nhục lãnh tụ. Phát tài, có cách gì? Xử tên ở trên không? Mọi người xem, muốn lên trên đó chỉ có lối này. Đã bị đóng kín rồi. Hai ba người cũng không mở nổi. Giả lại dù mở được, hắn ở trên, bắn xuống. Mình lên bao nhiêu là nợ mạng bấy nhiêu.
Mình có thể né quả lực của bọn giặc từ điểm quan sát trèo lên không? Thế càng không được. Trừ phi anh biết leo tường vượt nóc. Lô cốt dựng thẳng đứng, làm sao mà trèo? Đại đội trưởng, hay là mình canh cho kỹ, tên Nhật đó ló đầu ra là mình bắn. Ý hay. Thế thì giao cho cậu. Nhớ kỹ, mạng của mọi người trong lô cốt nằm trong tay cậu. Phải canh cho chuẩn. Tôi à? Cậu đấy. Điện hạ vất vả rồi. Anh cũng vất vả rồi. Nhưng mà chúng cũng không thể dễ thở hơn đâu. Asakura, vì đại nghiệp đế quốc, chúng ta vẫn phải cố gắng tiếp. Dạ. Matsuchi điện hạ, ngài nghĩ khi nào thì chúng sẽ đầu hàng? Asakura nghĩ sao? Tôi thấy nhiều nhất là không quá trưa. Xem ra Asakura đang quá lạc quan. Bọn Nhật có động tĩnh, chuẩn bị chiến đấu. Trưởng quan. Dạ. Tất cả người trong lô cốt nghe đây. Giờ các người đã vào đường cùng. Thiếu đạn dược, thiếu lương thực. Hoàng quân khuyên các người lập tức buông bỏ vũ khí, xử tên Hán Giang này trước. Đừng manh động. Giao ra phi công Mỹ. Quan quân đảm bảo, chỉ cần các người giao ra phi công Mỹ thì sẽ để mỗi người được an toàn rời khỏi. Từng người một. Theo binh pháp Trung Quốc, giờ các người đã cùng đường bí lối, không có cơ hội trở mình. Có dây dưa nữa thì cũng vô nghĩa. Nhưng mà nếu các người chịu hợp tác, chúng tôi vẫn có thể tha cho con đường sống. Thượng úy Smith là phi công tình nguyện viên Mỹ, chi viện không quân cho Trung Quốc, đang trinh sát mục tiêu quân sự quan trọng của quân tôi. Lúc quay về thì bị bắn rớt. Đến nay không rõ tung tích. Tôi nghĩ Thượng úy Smith đang ở trong lô cốt. Smith, họ biết mọi điều về anh. Anh có ý gì? Mọi điều về anh. Ready. Chúng tôi ở đây chuẩn bị đồ ăn cho mọi người. Mọi người có nghe thấy không? Lạ thật. Sao họ biết rõ như thế? Tôi linh cảm tên Freddy đang ở trong tay bọn chúng. Cái gì? Tên gì? Freddy.
Đại đội trưởng, bây giờ phải làm sao? Anh em dưới lầu kiểm tra lương thực, coi thử cố gắng được bao lâu. Đại đội trưởng, mình chỉ đem lương thực cho một ngày. Tôi thấy bọn họ đem nhiều. Nhóc con, bớt nhầm vào bọn tao đi. Bọn tôi cũng chỉ có lương khô một ngày. Phát tài, thu thập đạn dược, phân phát theo nhu cầu, bảo mọi người chú ý tiết kiệm. Rõ. Đại đội trưởng Tiêu, sao vậy? Anh nghĩ bọn Nhật có bao nhiêu khẩu đại bác? Khảo tôi à? 3 khẩu 60, 1 khẩu súng xe tăng là trang bị tiêu chuẩn của một trung đội Nhật. Nếu đủ đạn dược, lô cốt này chắc chắn không trụ được lâu. Rất rõ ràng, chúng muốn bắt sống Smith, không thì chúng ta thành tro lâu rồi. Phát tài, chú ý canh gác. Cán xử lý, điện đài còn sửa được không? Đại đội trưởng, điện đài bị nổ tan xác rồi, không thể nào sửa. Tôi thấy chúng ta đừng chịu trận nữa. Ý của anh là sao? Không sao cả. Tôi chỉ muốn đưa anh em của mình ra khỏi cái chỗ quái quỷ này. Sao đây? Anh không định đầu hàng đó chứ? Tôi không có nói thế, mà đó cũng là một cách hay. Họ cao kia, chúng tôi liều mạng cứu Smith, anh lại đem dân cho người Nhật. Có lộn không vậy? Là anh em quốc dân liều mạng nha. Anh coi suốt chặng đường, chúng tôi còn lại bao nhiêu người? Chẳng lẽ anh em tôi thương trong ít hơn à? Tôi nói cho anh biết, họ cao kia, có gì cứ nói thẳng, đừng có vòng vo. Nếu giao tên tóc vàng ra thì huynh đệ đã chết của chúng ta, những huynh đệ đã chết của chúng ta chẳng phải đổ máu vô ích à? Lý, chuyện gì? Người Nhật muốn mọi người giao tôi ra có phải không? Phải. Nếu mọi người giao tôi ra, chúng sẽ để mọi người sống sót rời khỏi đây có phải không? Phải. Đã thế thì giao tôi cho chúng đi. Giờ chúng ta đi ngay, đi thôi. Tôi không muốn có người vì tôi mà hy sinh. Nghe tôi nói, người Trung Quốc không bao giờ quên. Why? Tại sao? Vì anh đã lăn lộn tới đây giúp chúng tôi kháng Nhật. Help us fight the Japanese. Sắp trưa rồi, tôi nghĩ chúng sẽ không dễ dàng hợp tác đâu. Hay chúng ta phát động tấn công lần nữa? Chúng là món đồ chơi trong tay chúng ta, muốn thôi thúc chúng cũng dễ dàng thôi. Nhìn đi, hướng gió bên mình, khí độc. Trong đó có tên Mỹ thì làm sao?
Điện hạ, tôi hiểu rồi. Ngài muốn đánh đổ ý chí của bọn chúng, thì phải làm bụng bọn chúng đeo trước. Bọn quỷ đang chơi trò gì? Bọn chúng muốn làm chúng ta thèm khát, dụ chúng ta giao vũ khí đầu hàng. Trò trẻ con. Thơm quá đi. Tôi đói. Tôi cũng đói. Làm loạn gì chứ? Chúng tôi chưa đói. Anh mau ăn đi. Ăn đi. Muốn ăn thì mọi người cùng ăn. Đại đội trưởng Tiêu, hay là chúng ta ăn một chút đi. Các anh em đã một ngày một đêm chưa ăn gì. Mọi người ăn đi. Tôi không đói. Chúng ta cứ ăn cho đã. Dù sao kiểu gì cũng chết. Thà làm con ma no còn hơn. Phải. Chúng tôi cũng đói. Được rồi, chúng ta ăn chút gì đi. Nào. Điện hạ, thứ tôi nói thẳng, theo kinh nghiệm của tôi, người Trung Quốc tuy sức chiến đấu không mạnh, nhưng mà khả năng chịu đói rất là giỏi. E là chúng ta không chờ được. Đã thế thì chúng ta không dây dưa với chúng nữa. Bọn Nhật cầm đuốc định làm gì? Chẳng lẽ bọn khốn đó muốn thiêu chết chúng ta? Không hay, bơm, nằm xuống. Không phải bơm mà là bơm khói. Điện hạ, ngài xem, kịch hay bắt đầu rồi. Tiến công. Không hay, bọn Nhật tiến công rồi. Các đồng chí chuẩn bị chiến đấu. Đại đội trưởng Tiêu, mau bảo vệ Smith, đừng cho bọn chúng xông vào. Cán xử lý bảo vệ Smith. Rõ. Cán xử lý, cẩn thận. Chết đi. Rất tốt. Cậu ấy đã xả thân vì thiên hoàng. Xem ra bọn chúng vẫn ngoan cố chống đỡ. Tôi đoán chừng đạn dược của chúng đã tiêu hao gần hết. Tấn công tiếp đi. Không, chúng ta rút về. Đừng để đạn lạc làm Smith bị thương. Rõ. Rút. Đồ khốn.
Mọi người xem, là một tên tóc vàng. Freddy, đó là bạn tôi, Freddy. Chúng tôi là chiến hữu cùng bay. Anh ta nói đó là phi công cùng bay với anh ta. Xem ra đã bị bọn Nhật bắt. Anh Smith, Hoàng Quân đã dẫn bạn của anh tới. Anh ta muốn gặp anh. Anh ở trong lô cốt có phải không? Bạn của anh muốn nói chuyện với anh. Đừng trúng kế. Tuyệt đối đừng trúng kế của bọn chúng. Không, quá nguy hiểm. Đánh. Đừng kích động. Súc sinh. Smith. Đúng là súc sinh mà. Mike, anh có đó không? Sao hả anh Smith? Vẫn không lộ diện à? Đại đội trưởng, chúng ta đánh đi. Nếu giờ mình đánh, Reddy chắc chắn sẽ mất mạng. Mình không thể mắc bẫy của bọn chúng. Mình phải bàn bạc với bọn Nhật trước. Đại đội trưởng Cao, anh đi đi. Sao lại là tôi? Sao anh không đi? Giả lại dựa vào cái gì mà anh ra lệnh cho tôi? Anh đại diện chính phủ mà. Anh Freddy, chiến hữu thân thiết của anh, là một tên hèn nhát. Bỏ tôi ra. Để tôi ra đó. Bọn chết tiệt, đừng đánh anh ấy. Cảm ơn Chúa, anh còn sống. Mai Reddy, chúng đã làm gì anh? Tôi không sao đâu. Đương nhiên là so với sự tra tấn của chúng về Los Angeles vẫn tốt hơn. Bị ép theo bọn Nhật chết tiệt này, nghe thứ ngôn ngữ khủng khiếp. Anh phải nghĩ cách thoát khỏi chúng. Người anh em, không có cơ hội đâu. Có lẽ với anh, lối ra là đầu hàng. Nên chúng ép anh tới thuyết phục tôi đầu hàng. May mắn là chúng nói với tôi, nếu anh đầu hàng, chúng sẽ không tra tấn anh như đã làm với tôi. Có thật không? Nếu tôi đầu hàng thì chúng sẽ cho tôi sống. Người anh em, anh không muốn sống à? Điều này đã nhắc nhở tôi. Khi anh đầu hàng bọn Nhật, bọn chúng sẽ làm gì anh? Đưa về Tokyo ra tòa nhận tội, kéo đi diễu phố, sỉ nhục chúng ta. Chỉ không bắn chết anh. Anh thì sao Freddy? Có hối hận đã tới Trung Quốc kháng Nhật không? Tất nhiên là không. Tôi thích giết bọn chúng. Đánh. Dừng tay. Đồ khốn. Thấy chưa? Chúng sẽ không giết tôi. Với chúng, tôi sống sẽ có giá trị hơn chết. Tôi mệt rồi Mai à. Tôi cần được nghỉ ngơi thư giãn. Đừng nói thế, Freddy. Đừng nói như thế được chứ. Tôi chả khác gì đã chết cả. Tôi sắp tử trận rồi. Anh đang nói cái quái gì vậy? Nghe tôi nói được chứ. Giờ chúng có hai quả táo. Một trong tay, một trên cây. Giờ chúng cực kỳ khao khát trái táo trên cây. Nhưng nếu chỉ còn là một quả táo, chúng sẽ cực kỳ cẩn thận để hái nó. Đừng. Được rồi. Đây là điều tôi muốn nói. Tất cả đều là thật. Bảo trọng.
Thấy ổn chứ? Ready. Nếu bạn anh và bọn Trung Quốc không khuất phục bọn tôi, thì sẽ phải chịu cảnh ngược đãi vô cùng tàn nhẫn. Tất nhiên tôi biết, chúng sẽ không chiến đấu vì một người. Chúng đang nói gì? Vừa rồi hình như anh ta nói về hai quả táo. Bảo là một quả trên cây, một quả trong tay. Anh ấy muốn tôi giết anh ấy. Anh ấy không còn muốn sống nữa. Anh ấy thà chết còn hơn bị người Nhật tra tấn. Nếu buộc phải có người hy sinh, anh ấy sẽ không để tôi đi. Không muốn tôi bị thương. Anh ấy bảo chúng sẽ không tổn thương tôi khi chỉ còn một người sống. Ý của anh ta là Reddy muốn anh ta giết Reddy. Reddy thấy không còn hy vọng. Thay vì bị người Nhật tra tấn thì thà chọn hy sinh. Nếu hai người chỉ còn một người còn sống, Reddy nghĩ người Nhật sẽ hết cách với người còn lại. Anh Reddy này đúng là hảo hán. Reddy, tôi biết ám hiệu anh dùng để giao lưu. Đúng không? Xin anh đừng nói tiếng Anh nữa. Tôi thà bị đánh chết còn hơn nghe những lời thốt ra từ miệng của anh. Reddy, Mỹ là một dân tộc thú vị, nhưng mà dân tộc Đại Hòa chúng tôi rất khoan dung. Quan trọng nhất là chỉ cần anh sống thì sẽ còn giá trị lợi dụng cho chúng tôi. Hai quả táo. Anh muốn thành quả táo rụng à? Two apples. You want to be the apple that falls from the tree? Chúa ơi! Smith! Nhìn bạn của anh đi! Đừng! Mai! Giết tôi đi! Làm ngay đi! Mai! Giết tôi ngay đi! Mai! Đồ khốn! Giết tôi đi! Mai! Không! Nhắm vào lô cốt. Yểm hộ. Không ngờ tên Mỹ lại giết hắn thật. Giờ chỉ còn một phi công. Phải bắt cho bằng được hắn tới Tokyo xét xử, để cả thế giới biết hậu quả giúp Trung Quốc đáng sợ cỡ nào. Giờ bọn Nhật chắc chắn muốn bắt sống Smith. Reddy cũng muốn truyền đạt ý này. Nên cái chết của Reddy đã thêm phần đảm bảo cho Smith. Giờ bọn Nhật tuyệt đối sẽ không dám manh động. Đại đội trưởng Tiêu, chúng ta đã nắm lá bài miễn tử. Thì tới lúc ngã bài rồi. Anh định làm gì? Anh muốn tôi đi đàm phán mà. Tôi đi. Đàm phán? Chỉ cần anh tin tưởng Cao Trọng Khang này, tôi sẽ có cách để các anh em sống sót ra ngoài. Vậy còn Smith, anh định làm sao với Smith? Giao Smith ra, đầu hàng người Nhật, đúng không? Anh không hiểu chứ gì? Được. Vậy tôi nói cho anh biết. Phát tài
đã theo tôi từ hồi tôi còn làm tiểu đội trưởng, là tay súng thần chỗ tôi. Bao nhiêu năm qua, anh ấy bỏ lại vợ con chiến đấu cùng tôi, và trẻ lớn bé trong nhà đều mong chờ anh ấy. Chẳng lẽ anh muốn để anh ấy chết tại nơi quái quỷ này à? Còn nữa, hai người họ chỉ mới 18 tuổi. Anh coi, người của anh mới 15. Suốt chặng đường liều mạng theo chúng ta. Chẳng lẽ anh muốn để họ nộp mạng quan à? Tôi đã mất quá nhiều anh em tốt, là do Cao Trọng Khang này vô năng. Nhưng mà lúc này tôi có thể ngồi không ở đây à? Đại đội trưởng Tiêu, chẳng lẽ tim của anh là sắt đá à? Tim của tôi tất nhiên bằng thịt. Tôi cũng xót cho các anh em. Nhưng mà tôi nói cho anh hay, giờ chúng ta đang chấp hành nhiệm vụ. Nhưng mà nhiệm vụ của anh đã hoàn thành rồi. Nhưng mà nhiệm vụ của anh thì chưa. Đừng quên, anh cũng là một quân nhân. Nhưng mà dựa vào cái gì tất cả mọi người phải xả thân bảo vệ một người? Anh ta cao quý hơn ai? Đều là mạng cả. Ai sang ai hẹn chứ? Không ai sang hẹn cả. Sao Freddy phải chết? Chẳng lẽ anh ta chỉ muốn bảo vệ mạng cho Smith à? Anh ta cũng muốn bảo vệ thêm cả chúng ta, sống sót rời khỏi đây. Chúng ta khoan hãy nói tới mệnh lệnh của cấp trên. Những người Mỹ này vượt ngàn dặm xa xôi, bỏ lại vợ con, xả thân giúp chúng ta kháng nhật. Họ làm gì cái gì? Hôm nay họ gặp nạn, chúng ta không nên xả thân bảo vệ họ hay sao chứ? Tôi cho anh hay, nếu anh tham sống sợ chết thì có thể đưa đám huynh đệ của anh đi. Một mình Tiêu Trình Phong tôi ở lại. Anh nói cái gì? Ai tham sống sợ chết? Đây, chỉa súng vào đây. Nếu anh muốn giao Smith cho người Nhật thì giết chết tôi trước. Làm đi. Làm đi. Đủ rồi, tôi đi. Lâu như vậy mà vẫn không có động tĩnh. Chúng không giả mưu quỷ kế gì chứ? Quỷ kế à? Bốn phía đều là người của chúng ta, chúng chạy không thoát. Trung Quốc có một câu cổ xưa gọi là bắt ba ba trong chậu. Tôi chỉ muốn tỏ lòng cảm ơn và khâm phục tất cả mọi người. Suốt dọc đường, mọi người đã quan tâm chăm sóc tôi. Tôi không thể diễn tả bằng lời được. Nếu không có mọi người thì từ lâu tôi đã chết. Những gì mọi người đã làm đáng cho tôi làm thế. Anh ta cảm ơn chúng ta vì đã quan tâm chăm sóc suốt cả chặng đường. Nếu không có chúng ta, anh ta từ lâu đã chết. Những gì chúng ta hy sinh và cống hiến làm anh ta kính phục. Với tình hình bây giờ, nếu tôi không ra ngoài thì mọi người đều sẽ chết. Tôi không muốn có thêm bất kỳ sự hy sinh nào cả. Cho nên tôi ra đi là lựa chọn duy nhất. Tôi cam tâm tình nguyện. Anh ta cho rằng với tình hình bây giờ, nếu anh ta không ra ngoài, mọi người đều sẽ chết. Anh ta không muốn thấy quá nhiều người hy sinh. Thế nên anh ta bằng lòng đi tới chỗ của bọn Nhật. Anh muốn làm gì? Anh nghĩ tôi muốn tới Tokyo chịu xét xử à? Chuyện này đối với tôi và đất nước tôi là sự nhục nhã ê chề. Và cả thế giới đều sẽ biết điều này là không thể. Tôi sẽ giả vờ đầu hàng và tiễn chúng xuống địa ngục.
Anh Smith, các người suy nghĩ tới đâu rồi? Anh có nghe thấy không? Đại đội trưởng, giờ chúng ta phải làm sao đây? Tôi có lẽ còn có một cách. Là cách gì? Bắn chết anh. Quân 79, sư đoàn 7, biên chế mới quân cách mạng, trung đoàn 3, tiểu đoàn 1, đại đội 1, thượng quý đại đội trưởng Cao Trọng Khang. Tôi là Asakura và Osaka, chỉ huy cao nhất của đế quốc Đại Nhật Bản đóng quân ở huyện cổ. Đội trưởng Cao, anh chọn tới đàm phán là muốn giao Smith cho chúng tôi có phải không? Anh Smith không phải tù binh của chúng tôi. Anh ta muốn đi, chúng tôi cũng hết cách. Đây là ý của anh Smith à? Anh Smith không màng an nguy của bản thân, đảm bảo an toàn cho tất cả chiến sĩ. Ngược lại, chữ tín của hoàng quân tôi không tin cho lắm. Ý anh là sao? Bên tôi hy vọng trao đổi bình đẳng để đảm bảo an toàn. Mong anh nói rõ hơn. Các anh có thể cử một người có thân phận địa vị tới bên tôi làm khách. Chúng tôi sẽ để vị khách này cùng chúng tôi rút lui an toàn. Sau khi chúng tôi rời khỏi, vị khách này sẽ đưa anh Smith về trận địa của anh. Anh thấy có được không? Ý anh là bảo chúng tôi làm con tin cho anh, sau đó đảm bảo an toàn cho các người. Cũng có thể nói như vậy. Mơ đi. Vậy chúng tôi chỉ còn con đường tử chiến mà thôi. Nhưng mà các anh sẽ không bao giờ có được Smith. Anh tới đàm phán với chúng tôi, không sợ trở thành tù binh của chúng tôi à? Trong lô cốt có một thuộc hạ của tôi, là tay súng thần. Cho nên đầu của anh có thể bị bắn mọi lúc. Các người có thêm một con tin bên tôi. Sao chúng tôi biết anh đảm bảo an toàn cho người đó chứ? Tôi không thể đảm bảo. Nhưng mà mọi người xem đi, thực lực các anh hơn chúng tôi rất là nhiều. Nếu các anh đuổi tới, chúng tôi vẫn không có đường sống. Huống hồ chúng tôi không còn lô cốt che chở, khả năng phòng ngự sẽ giảm mạnh. Trong tình huống đó mà anh còn lo, vậy chúng tôi không dám khen hoàng quân Đại Nhật Bản có sức chiến đấu vô cùng hung hãn đâu. Kiến nghị từ bên anh, chúng tôi cần về bàn lại, trả lời sau nha. Không cần bàn, tôi đi. Điện hạ, ngài không thể đi. Một khi vào lô cốt sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Tới chừng đó tôi làm sao ăn nói với hoàng quân? Cái chết của Freddy là do sai lầm nhất thời của tôi. Tôi phải chịu trách nhiệm. Ngoài ra, chúng ta phải bắt sống một phi công. Tôi hoàn toàn có thể cử một người khác đi thay. Không cần nói, đó không phải truyền thống của hoàng quân. Sao nào, bàn bạc xong chưa? Tôi đi. Anh có thân phận gì? Kẻ hèn này là Matsuchi Daisuke, con trai thân dương Mikasa Miyaoshito, hoàng thất đại hòa, đại quý lục quân của đại đế quốc Nhật Bản. Vậy được, xin mời. Mời.
đại đội trưởng Cao. Tôi đã làm theo yêu cầu của mọi người. Bây giờ tôi muốn gặp anh Smith. Được rồi, mời lên lầu. Biết điều một chút. Đây là đại đội trưởng Tiêu của Tân Thú Quân. Anh ta cực lực ngăn cản chúng tôi đàm phán, nên hết cách, đành phải bắt anh ta yên lặng trong lúc chúng ta đàm phán. Từ lâu đã nghe nói hai bên quốc cộng có mâu thuẫn. Hôm nay cũng không lạ gì. Mời. Anh Smith, cuối cùng chúng ta cũng gặp. Vậy chúng ta nên chuẩn bị bơm để làm quà gặp mặt chứ? Không cần đâu. Tôi hiểu văn hóa phương Tây, nên bắt tay để thể hiện sự tôn trọng. Gặp nhau trong tình cảnh này đúng là tệ thật. Anh học tiếng Anh ở đâu? Nhà trẻ Nhật Bản à? Tôi tới Mỹ năm 10 tuổi. Phần lớn tuổi thơ của tôi đã trải qua ở đó. Mỹ là một đất nước tươi đẹp văn minh. Và Nhật Bản cũng thế. Đất nước văn minh à? Đất nước văn minh sẽ không xâm lược quốc gia đang đàm phán cùng với nó, sẽ không giết hại người dân vô tội, cướp bóc tài sản của họ. Từ văn minh không phù hợp để hình dung người Nhật Bản. Từ hợp nhất nên là tàn khốc, độc ác và gian trá. Không, Nhật Bản cũng có những đức tính tốt. Tôi đoán anh Smith chưa bao giờ tới Nhật Bản. Đúng, tôi chưa đi. Tôi sẽ đi thăm thú vào lúc nào đó và mang theo quà như là bơm để tỏ lòng cảm ơn. Được rồi, đừng tán gẫu nữa. Chúng ta bàn về việc rút lui đi. Là như vậy. Tôi sẽ đưa anh và Smith rút vào rừng. Sau khi đảm bảo chúng tôi an toàn thì sẽ thả anh và Smith. Anh thấy sao? Được. Nghe đây, tôi đồng ý đi chung với anh. Cho nên hãy để tôi tin vào lời hứa của anh là để cho họ an toàn rút lui. Đương nhiên, người Nhật luôn giữ chữ tín. Và anh giải thích sau về những gì đã làm với bạn của tôi. Lời anh nói chỉ là trò đùa, không hơn không kém. Thả tôi ra. Tên phản bội Lý Hưng Bang, tôi sớm biết cậu là hạng tham sống sợ chết, sẽ có ngày trở thành kẻ phản bội. Đại đội trưởng, anh nói tôi sao cũng được, nhưng mà bây giờ cục diện đã định. Đã định cái con khỉ. Cút. Chuyện gì vậy? Vừa nãy tôi thấy tội cho hắn, nên cho hắn uống ngụm nước. Tôi vừa lấy miếng vải nhét miệng ra thì hắn đã nhào tới cắn tôi một phát. Được rồi, đại đội trưởng Tiêu, bớt nóng. Nhưng mà quyết định của tôi chắc chắn là tốt cho mọi người. Tôi biết đại đội trưởng Tiêu có rất nhiều điều muốn nói, nhưng mà anh cũng không nên cắn người như vậy. Cắn? Tôi cũng muốn giết người. Biết điều một chút đi. Tốt xấu gì anh cũng là chiến sĩ Tân Tứ Quân, sao lại thông đồng cùng với bọn khốn? Mạng sống của các huynh đệ quan trọng hơn. Anh bớt ra vẻ anh hùng đi. Trung Quốc chỉ có đám quân nhân không có nhiệt huyết như mấy người, nên mới rơi vào bước đường cùng. Hey!
Mấy người không xứng làm quân nhân. Đại đội trưởng Tiêu, anh nhìn đi, bây giờ anh chỉ có một mình, mọi người xa lánh. Bây giờ một mình anh dùng giấy như vậy có ý nghĩa gì chứ? Chúng tôi đã nhất trí với anh Masuchi, bây giờ chuẩn bị rút lui. Anh đi cùng với bọn tôi hay là tiếp tục ở lại đây? Tên họ Cao kia, đừng có nằm mơ. Nếu anh muốn đưa Smith đi, trừ khi là bước qua xác của tôi trước, vậy thì anh chết đi. Ai bảo anh nổ súng? Không hay. Masuchi điện hạ gặp nguy. Camera. Dạ. Phát động tấn công dò thám. Dạ. Đại đội trưởng Cao, không hay rồi. Bọn Nhật tấn công lô cốt. Rốt cuộc là sao? Khốn kiếp. Tôi hy vọng các người đừng giở trò. Tập trung tất cả xe của anh tới trước lô cốt. Dừng tấn công. Dừng tấn công. Masuchi điện hạ, Asakura tôi vẫn ổn. Anh hãy tập kết tất cả tới trước lô cốt. Masuchi điện hạ, thật sự xin lỗi. Chúng tôi lo cho sự an toàn của ngài, cho nên mới chỉ là thanh trừng kẻ phản bội thôi. Tôi và Smith đàm phán rất thuận lợi. Họ yêu cầu đưa tôi và Smith tới khu rừng an toàn mới thả người. Trước lúc đó, xin mọi người đừng manh động. Masuchi điện hạ yên tâm, chúng tôi sẽ không tùy tiện hành động nữa. Vô cùng xin lỗi. Tôi đảm bảo chuyện như vậy sẽ không tiếp tục xảy ra. Mong là không có gì dựa ra ngoài kế hoạch. Dừng. Đi thôi. Lại làm sao vậy? Không hay rồi. Bọn Nhật ném bom khí độc vào. Không thể nào. Tôi ở đây, bọn họ sẽ không làm bừa. Khăn ướt có thể phòng độc. Mau. Đại đội trưởng, tìm thấy mặt nạ phòng độc. Mau đeo vào đi. Mặc kệ tôi đi. Đưa cho Smith. Bảo vệ Smith. Rõ. Không có nước. Mau tè đi. Không thể tiếp tục ở lô cốt. Tóm lại chúng ta đã bàn xong cách rút lui và giao nhận. Xuất phát ngay đi. Được, xuất phát ngay. Đứng yên. Lùi lại. Nghe lệnh của tôi. Lùi lại. Sao vậy? Lính nổ súng đâu rồi? Không phải ở phía sau à? Hắn không ở đây. Anh giở trò. Đưa đi. Đưa đi. Anh Smith, chờ anh đã lâu.
Các anh em, anh Smith đã liều như vậy rồi. Chúng ta không thể làm đồ hèn. Đại đội trưởng Tiêu nói đúng. Nếu Smith chết thật thì chúng ta không thể hoàn thành nhiệm vụ. Máu của các huynh đệ sẽ đổ uổng phí. Cao Trọng Khang này không được hèn nhát. Lấy mạng của anh em, đổi mạng Smith. Tôi không muốn làm. Nhưng mà lấy mạng Smith, đổi mạng của các anh em, tôi càng không muốn. Tôi nghĩ mọi người đều giống như tôi, không muốn để người Mỹ xem thường. Cho nên tôi quyết, tôi sẽ hóa trang thành Smith, đem theo lựu đạn, chết chung với bọn chúng. Thế thì Smith và mọi người mới có thể sống sót trở về. Không được, muốn đi thì để tôi đi. Dốc dáng mọi người không phù hợp. Anh càng không giống, giọng Đông Bắc đặc trưng như thế. Và đầu cũng to nữa, đại đội trưởng, hãy để tôi đi, tôi không sợ chết. Tiểu lục tử, cậu còn nhỏ, còn chưa lấy vợ. Hơn nữa, còn có bọn già này đi, chưa tới lượt cậu. Hai đại đội trưởng, dốc người tôi hợp, để tôi đi. Không được, vợ con đang chờ anh về. Tôi đi vẫn hợp hơn. Tôi đi là hợp nhất. Mặt mũi chiều cao của tôi đều giống. Cán xử lý, gan của cậu nhỏ như hạt đậu. Đừng hành bản thân quá, để tôi đi cho. Tôi nhát, nhưng tôi cũng là chiến sĩ. Đại đội trưởng Cao, phải chỉ huy đánh trận. Anh phát tài, bắn chuẩn nhất trong số chúng ta. Không thể thiếu mọi người. Tiểu lục còn nhỏ, ở đây, chỉ có tôi là phù hợp nhất. Đại đội trưởng, bước chốt lựu đạn một cái là không biết gì nữa. Mà tôi còn biết tiếng Anh, ngoài tôi ra, không có ai phù hợp. Đại đội trưởng, hãy để tôi đi cho. Tôi tuyệt đối sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Tôi muốn có một cơ hội để cống hiến hết sức mình. Đại đội trưởng, mong anh tác thành. Không, không, tuyệt đối không được. Tôi không muốn ai vì tôi mà hy sinh. Nghe tôi nói, anh phải sống. Chúng tôi phải hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ quan trọng cỡ nào chứ? Đã biết bao nhiêu người hy sinh vì tôi rồi. Mạng của tôi quan trọng như vậy à? Không. Không chỉ là anh. Hãy nghĩ về Fred đi. Nghĩ về những chiến sĩ đã vì anh mà hy sinh. Nghĩ về cậu bé đó. Chỉ khi anh còn sống mới xứng đáng với sự hy sinh của họ. Không, không được. Anh đang làm gì thế? Nếu anh không nghe lời chúng tôi sẽ chết trước mặt của anh ngay. Các đồng chí, tôi và đại đội trưởng Cao bàn với nhau, lần này sẽ diễn dở Ly Miêu Tráo Chúa. Trước tiên gọi tên Nhật vào đàm phán cùng chúng ta, sau đó phát tài nổ súng vào tôi, làm cho tên Nhật Bản tin tưởng. Mạng đại đội trưởng Tiêu giao cho anh. Tên họ Cao kia đừng có nằm mơ. Nếu anh muốn đưa Smith đi thì phải bước qua xác của tôi. Vậy thì anh làm xác chết đi. Sau nữa mình ép bọn Nhật điều quân tới trước lô cốt. Đại đội trưởng Cao không hay rồi. Bọn Nhật tấn công lô cốt, tập trung tất cả người của anh tới trước lô cốt. Tiếp đó mình làm nhiễu loạn tầm mắt của bọn chúng, Ly Miêu Tráo Chúa. Sau cùng, phát tài và tiểu lục đưa Smith thoát khỏi từ điểm quan sát. Lão Cao, mạng của anh lớn nhỉ? Mạng của anh cũng không vừa. Không phải nói chứ, tài bắn súng của tên khốn Trương Phát Tài đúng là chuẩn thiệt. Không thì sao gọi là tay súng thần chứ? Nhưng mà súng này bắn hơi mạnh.
Anh chờ tôi thở một chút. Rồi chúng ta đuổi theo bọn Smith. Còn đuổi theo gì nữa? Mình không thể đi. Cũng phải. Tôi không định đi. Lão Tiêu, quê của anh ở đâu? Tứ Bình Đông Bắc. Còn anh? Tôi là người bản địa. Có vợ con gì không? Nhà không còn ai. Giờ chỉ còn người mẹ già đuôi mù và đứa em trai. Xem ra kiếp này tôi không thể báo hiếu. Còn anh? Tôi có vợ và đứa con 3 tuổi. Anh có hậu rồi à? Ngưỡng mộ quá đi. Tôi nhớ họ quá. Đừng nhắc chuyện buồn nữa. Xem lô cốt còn đạn dược gì không. Đừng để phí. Còn nhiêu đây? Để làm quà gặp mặt bọn quỷ. Tốt.